Thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, cũng trong chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đi kiểm tra và động viên các thành viên đang làm việc tại các chốt liên ngành của tỉnh về kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra 7 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, điểm nút giao xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, xã Phù Ổng và xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, cầu Tràng, cầu La Tiến, huyện Phù Cử, cầu Triều Dương, huyện Tiên Lữ và cầu Hưng Hà, thành phố Hưng Yên. Đây đều là những chốt kiểm soát người đến từ thành phố Hà Nội, các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam vào Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cán bộ chiến sĩ, lực lượng trực chốt cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy trình kiểm soát dịch bệnh COVID-19, không có trường hợp ngoại lệ. Các ngành chức năng phải bố trí lực lượng trực tại các chốt, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, rõ người, rõ việc, chia thành các ca trực luân phiên, bảo đảm hoạt động 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tham gia giao thông vào địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Trần Quốc Toàn đã tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch, quyết tâm khắc phục, vượt qua mọi khó khăn vất vả, cùng chung tay ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi nhận được thông tin khu đô thị Eco Park có liên quan tới nhà cung cấp thực phẩm Thanh Nga ở Hà Nội, nơi mới xuất hiện các ca F0 là nhân viên giao thịt cho chuỗi các cửa hàng của Vinmart, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Giang đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch khu đô thị Eco Park triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, sau khi làm việc với quản lý chuỗi Vinmart Cộng và đơn vị cung cấp là công ty Thanh Nga có ca F0, Ban chỉ đạo phòng chống dịch khu đô thị Eco Park đã phối hợp với các đơn vị đóng cửa toàn bộ 7 cửa hàng. Bên cạnh đó, đơn vị lấy mẫu xét nghiệm cho 28 nhân viên liên quan và đã có kết quả âm tính lần 1. Để phòng chống dịch bệnh lây lan vào địa bàn, huyện Văn Giang thành lập 2 đội phản ứng nhanh của huyện, 11 đội phản ứng nhanh cấp xã, 87 tổ phòng chống dịch thôn, khu phố và 56 chốt kiểm soát phòng chống dịch theo chỉ đạo trong kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo ngành y tế, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn ra soát kiểm tra vật tư trang thiết bị bổ sung đầy đủ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Duy trì hoạt động khu cách ly tập trung của huyện tại Đại học Mở Hà Nội cơ sở 2 thuộc xã Long Hưng.